Hôm nay thì bà con nó dàn lắp đuôi tôm hay chục lắp dành để chạy ghe chạy thuyền nè. Đây nó nguyên bộ nó đây, đầy đủ rồi con. Sắt thì nóc khác nhau nha. Sắt thì chất liệu thôi nhưng mẫu mã giống hệt nhau. Sắt thì xài bằng bố này rất bền mà con ơi. Còn đi nóc thì xài cù lẳng, mà con xài cù lẳng vẫn được, đặt thôi, là làm theo. Còn nguyên bản đó là xài bố, và đối với dàn lắp sắt là xài bố. Đây, nguyên bộ rất nhọn rẻ nha. Rất gọn nhẹ bà con ơi. Quan trọng là phải gọn nhẹ bền đó. Ống thép rất là dày nha, ống bằng thép mã kẽm nha. Dày. Ống dài trung bình là 2 mét, còn bà con cũng dài thêm thì đặt. Đây, nguyên bộ nó ốc chích đồ sẵn mà con về đặt máy thôi. Nó có hai loại, một loại từ 7,5 ngựa trở lại, với loại từ 7,5 ngựa tới 5,5 ngựa, với một loại lắp từ 9 ngựa đến 18 ngựa là riêng lắp của con. Đây, nguyên bộ đây. Chiến dịch của tôm đây. Này phải chiến dịch của nó. Tùy theo mấy tôi chậm thì chiến dịch 3 cánh, tôi nhanh dịch 2 cánh. Thường thường ở đây đầu nó có đóng bạc cây. Đóng bạc cây. Đóng bạc cây ở trong bà con á. Thường là đóng bạc. Đối với bà con là chiến dịch này là phải chảy từ chiều này qua chiều này nha bà con. Đây chiều này qua chiều này. Đó, chiến dịch là phải chảy chiều này nè. Cái này nó đạp nước nè. Chạy từ đây qua đây, đó. Bà con siết cứng lại chạy chiều này nè nha. Đó, nó chạy chiều này nè. Để nó đạp này nè, cái này là cánh đạp của nó nè, đạp nước nó chạy chiều này nha. Đó. Gắn chiều này nha bà con. Không được gắn chiều này nha. Gắn này gắn ngược nè, gắn giữ là gắn ngược nè. Gắn giữ là gắn ngược nè, đó. Bà con hãy gỡ ra gắn vậy nè, đó. Đó, gắn giữ là gắn xuôi nè, phải đạp vậy nè mới đúng nè bà con. Đó. Nó là nguyên bộ. Nguyên bộ dành để con chạy thuyền, chạy ghe đu tôm này nè. Nguyên bộ dành để chạy ghe đó bà con. Nó là nguyên bộ nó. Đối với tôi chậm hay cút xéo chạy 3 cánh, cút thẳng chạy 2 cánh như vậy. Cái nóc sắt thì nó cũng mẫu một. Hai nguyên bộ rất đẹp nha. Sắt với nóc thì nó theo mẫu một, khác chất liệu thôi. Đối với con này dùng nước ngọt thì xài này được thì sẽ nó rẻ. Rồi nước mặn thì xài bằng nóc. Nóc thì mất gấp đôi cái bằng sắt. Nước ngọt thì xài biết nào hư. Đây, trung bình nó dài 2 mét con, bà con đặt nhiêu đặt nha. Đây là nguyên bộ của nó, dàn lắp đuôi tôm. Máy xăng, máy dầu, động cơ điện đều có hết luôn con. Có máy dầu thì bự hơn. Motor điện thì nó nhỏ hơn, hoặc bự hơn tùy theo kích cỡ motor. Sắt thì nóc thì cũng thứ mẫu thôi. Giọng giá cả nó khác nhau thôi. Đây là nguyên bộ dàn lắp đuôi tôm. Bố này rất là bền nha bà con. Xài thời gian rất là bền, lỡ xài ăn này nó hư bà con lấy cái đôi dép lào hay là gọi là ba cái vỏ xe hay là ba cái dây cô go bản chỉ là vẫn gắn lại được nè, rất là bền, thời gian lâu rất quên, nếu có đủ chống va chạm nè, vẫn nở lúc va chạm nè, im chạy rất kêu rất im, im hơn cù lẳng nha bà con, cù lẳng mang tiếng là đẹp nhưng nó không bền bằng ngày đâu nha, ngày chạy rất là im ok, có chặt cây chặt đá đồ cũng không sao luôn, nó có độ vẫn nở, nó có độ đàn hồi chạy rất im. Nếu bà con lâu lâu bà con phải đổ nhớt vô đây nha. Đổ nhớt cũ hay nhớt mới tùy bà con vô đây nè. Để cho bà cây với dây nó không bị cháy. Chạy rất bền. Alo. Nói cho bà Thành Năm á. Dạ đúng rồi. Thầy đổ. Okay, dạ. Đây. Nguyên bộ dàn lắp đuôi tôm chạy ghe chạy vô lãi chạy thuyền chạy thúng rồi nè, mẫu mã rất đẹp và nhẹ mà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Lắp cái sắt cái nóc là mẫu một thôi bà con, khác là khác chất liệu thôi chứ mẫu mã thứ một, cọt dán thứ một. Alo. Đúng rồi. Anh. Đúng rồi. Cái gì anh? Chưa có đâu.
Dạ, cái đó là em, cái đó là dạ.